À vâng, xin chào tất cả anh chị các bạn. Chào mừng các anh chị các bạn là tiếp tục quay trở lại với series một loạt các video chia sẻ về kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp năm 2024. Tên tôi là Nguyễn Phan Anh, là giảng viên đại học, là một chuyên gia đào tạo và cũng là một chuyên gia tư vấn về kinh doanh, về marketing và bán hàng. Vâng, video này là video ở mục 3 chấm bài tiếp theo của kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp. Và trong video này, tôi sẽ hướng dẫn và trao đổi với các anh chị và các bạn là xây dựng cái chính sách lương, thưởng, hấp dẫn dành cho nhân viên kinh doanh hoặc là những người ở trong phòng kinh doanh như là phó phòng, trưởng phòng, giám đốc kinh doanh, gọi chung là nhân viên kinh doanh. Vâng, thế thì chắc chắn một điều để bán được hàng thì chúng ta cần có hàng hóa tốt, chúng ta cần có chính sách bán hàng tốt, chúng ta cần có con người là nhân viên kinh doanh, bao gồm các vị trí chức danh như là nhân viên kinh doanh, như là trưởng nhóm kinh doanh, quản lý giám sát kinh doanh, như là phó phòng, trưởng phòng kinh doanh, như là phó giám đốc kinh doanh, giám đốc bán hàng. Tốt, đúng không ạ? Chuyên nghiệp phù hợp và lương thưởng cho các cái nhân viên kinh doanh của bộ phận kinh doanh rất là hấp dẫn thì sẽ đánh được khô máu thị trường. Đấy. Và kết hợp với cái sự bám sát, sự linh hoạt của chiến lược, chiến thuật bán hàng thì mình có thể đạt được những mục tiêu về kinh doanh, về doanh số, về khách hàng mình đề ra. Vâng, mình đề ra. Đấy. Thế thì cái video này sẽ tập trung sâu vào việc là xây dựng cái chính sách, cơ chế lương thưởng cho các bộ phận của kinh doanh. Thì đây là một số những cái lời khuyên, một số những cái kinh nghiệm căn bản. Vâng, có một điều mà tôi thường nói đó là đời làm sale, tức là làm kinh doanh, thì chỉ nói doanh số, mà không có doanh số thì không có thu nhập. Ai có doanh số là người chiến thắng, ai có doanh số là người bán được hàng tốt, là người có tiếng nói trong doanh nghiệp, có vị trí, có giá trị. Khi đào tạo cho các nhân viên kinh doanh, tôi nói rằng là giống như trong gia đình, bạn làm ra tiền thì bạn có tiếng nói tốt hơn, bạn có giá trị tốt hơn. Trong công ty cũng như vậy, bạn chăm chỉ, bạn gặp gỡ khách hàng, bạn có thêm khách hàng mới, bạn có thêm đơn hàng và cuối tháng doanh số của bạn về sẽ nói lên bạn là ai, bạn xứng đáng nhận được các mức lương, mức thưởng như thế nào. Đó, thế thì cái câu nói ở đây rất kinh điển là đời làm sale thì chỉ nói số, đúng không? Vâng, và không có số thì đương nhiên là không có thu nhập. Trong tất cả các bộ phận của kinh doanh, của công ty thì bộ phận kinh doanh, nhân viên kinh doanh, trưởng phòng, phó phòng, giám đốc, phó giám đốc thì rất là dễ, hay đúng hơn là dễ hơn trong việc mà thiết lập các cái chỉ số về tiền lương, tiền thưởng. Và có một điều chắc chắn rằng tiền lương, tiền thưởng cũng là một động lực quan trọng, rất quan trọng đối với doanh nghiệp trong mọi giai đoạn để kích thích, để khiến cho cái việc bán hàng của mình trở nên thành công hơn, khô máu hơn. Đấy, và đạt được các mục tiêu nha. Đấy. Ok, cho nên nếu mà các bạn chỉ nghĩ rằng sản phẩm tốt, chính sách tốt rồi, các bạn giả lương bèo bọt cho nhân viên kinh doanh thì chắc chắn là chưa thành công được đâu. Họ không làm, họ làm chảnh mảng, họ làm đối phó, đúng không ạ? Và tùy thuộc vào giai đoạn của doanh nghiệp, giai đoạn xâm nhập hay giai đoạn phát triển hay là giai đoạn bão hòa thì cơ chế lương thưởng có thể thay đổi. Thí dụ, những cái tập đoàn lớn như là tập đoàn Viettel hay là tập đoàn FPT, đúng không ạ? Những cái giai đoạn mà người ta tăng trưởng thì những nhân viên kinh doanh, lương của họ có thể có giá, có cái thu nhập lên tới hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu. Nhưng bây giờ bão hòa rồi thì lương sẽ bị giảm đi, thu nhập sẽ bị giảm đi. Đấy, để tôi chỉ nói thí dụ như vậy. Vậy thì thu nhập của một nhân viên kinh doanh thì hiện nay sẽ gồm những phần như thế nào? Thì thông thường nó sẽ gồm 3 cái bộ phận cấu tạo lên thu nhập. Đó là lương cứng, lương mềm, đấy, hay còn gọi là thưởng đấy, và các cái trợ cấp. Đấy, và vị trí thì ở đây người ta có một cái công thức người ta gọi là lương 3P. Lương 3P. Thì các bạn search cái lương 3P ở trên kênh YouTube PA Marketing nha. Tôi có một cái video đấy, tôi có một cái video là các bạn vào YouTube
PA Marketing. Đấy, các bạn search cái video về lương 3P. Đấy, thì tôi đã có một cái video hướng dẫn các bạn rất là kỹ. 3P là viết tắt của 3 từ tiếng Anh. Đấy, đó là vị trí công việc, đó là giá trị, đó là các cái cấu tạo để lên cái tiền lương này. Thì ở đây mình tôi đã biến nó thành tiếng Việt đây. Nó gồm có lương cứng, lương mềm và vị trí. Lương cứng, lương mềm và vị trí. Nó phải gồm 3 cái yếu tố như vậy, được chưa ạ? Thế. Thế thì đầu tiên để mà làm cái thu nhập này thì doanh nghiệp cần phải xác định là giai đoạn này là giai đoạn xâm nhập hay phát triển hay bão hòa hay đi xuống, thì mình sẽ thiết kế và tính toán một cái mức thu nhập trung bình quân mà một vị trí nhân viên kinh doanh có thể đạt được. Thí dụ nhân viên kinh doanh thông thường thì mình để một cái vị trí điểm rơi là khoảng độ 15 đến 20 triệu là họ có thể đi làm được rồi. Đấy, mình cân đối theo cái vị trí, đúng không? Mình cân đối theo cái mặt bằng chung. Đấy. Và mình có thể là cạnh tranh hơn bằng cách là mình tăng cái phần trăm lên một chút, có thể thêm 1-2 triệu thôi, nhưng mà cũng dễ tuyển quân hơn. Đấy, thì thiết kế theo 3P thì tôi đã hướng dẫn rồi. Đấy, là có một cái video về trên YouTube của tôi, là các bạn search là lương 3P, tôi có bản Excel hướng dẫn rất là chi tiết. Rồi. Đấy, và thiết kế theo KPI, Key Performance Indicators, tức là các cái chỉ số đo lường đánh giá hiệu quả đối với các vị trí và nhân viên kinh doanh. Đấy. Thì trong nhân viên kinh doanh, trong phòng kinh doanh thì nó gồm có những vị trí như thế nào? Đấy, thì tôi đã nói trong video này rồi. Ví dụ như là nhân viên kinh doanh thông thường mới đấy, đúng không ạ? Rồi thì trưởng nhóm kinh doanh, rồi thì giám sát. Đấy, có một số đơn vị họ sẽ làm cả giám sát. Rồi thì hỗ trợ thị trường, đúng không? Đấy. Rồi thì gọi là sales admin, tức là gọi là quản trị, quản lý, đúng không? Đấy, quản lý, hỗ trợ đội ngũ nhân viên kinh doanh. Đấy, rồi cũng có thể là chăm sóc khách hàng. Đấy, và các cái vị trí lớn hơn, ví dụ như là trưởng phó phòng. Đấy, có thể một doanh nghiệp nó sẽ có nhiều phòng kinh doanh, nhiều phòng kinh doanh nhé. Ví dụ như tôi đi dạy cho một cái tập đoàn bán về lương thực. Đấy, thì họ có rất nhiều phòng kinh doanh, 10 phòng kinh doanh luôn. Hay là tập đoàn về sắt thép, họ có hàng chục đội kinh doanh. Đấy, đúng không ạ? Vậy. Rồi thì giám đốc và phó giám đốc kinh doanh. Đây là một số những cái vị trí căn bản, thì nó sẽ có những cái mức lương khác nhau, có thể chênh nhau khoảng 3 triệu, 5 triệu, thậm chí là 10 triệu giữa các vị trí, giữa các vị trí. Đấy, và mình sẽ xem xét mặt bằng chung của ngành. Đấy, rồi, thiết kế theo KPI, Key Performance Indicator, tức là chỉ số đo lường đánh giá hiệu quả. Rồi, mình cũng tính đến cả lương thử việc. Hiện nay theo luật nhé, thì họ quy định là phải nhận được 85%, 85% cái mức lương mà bạn thỏa thuận với người lao động. Thế thì cái mức lương này, thí dụ như là bạn định trả người ta là 10 triệu, thì thử việc bạn phải trả tối thiểu 8 triệu rưỡi, tối thiểu 8 triệu rưỡi. Và khi bạn tuyển người vào, thì bạn phải xác định luôn là có lịch làm việc cho người ta. Đấy, có các tài liệu đào tạo về sản phẩm, về chính sách, về thị trường, về cách thức tiếp cận cơ bản thôi. Còn những người người ta giỏi, người ta nhanh nhẹn thì có thể chỉ cần 1-2 hôm, 1-2 tuần là người ta sẽ biết làm. Nhưng có những người kém thì có khi cả tháng không làm được, cả năm không làm được. Đấy, và có người hướng dẫn, có người kèm cặp và có người đi cùng. Đấy, và ban hành thành tất cả các văn bản, bản cứng, bản mềm để cho sale người ta vào. Hiện nay thì sale cũng là một trong những cái bộ phận mà rất là khó tuyển dụng, rất là khó tuyển dụng. Hầu như tôi nói chuyện với các giám đốc kinh doanh, rồi các cái CEO, tức là những người mà là học viên của tôi ấy. Tôi dạy cũng rất là nhiều ở các cái vị trí giám đốc marketing, giám đốc kinh doanh và giám đốc điều hành. Tất nhiên là dạy một số cái chuyên đề, một số những cái module trong toàn bộ khoa học, chứ không phải là tôi dạy tất. Thì các anh chị nói là tuyển người bây giờ rất là khó thầy ạ. Vừa khó tuyển, lại vừa khó trung thành, lại có thể kém hiệu quả. Mà các anh chị biết rằng tuyển người không phù hợp hoặc là tuyển người không hiệu quả thì mình tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc. Bây giờ thông thường ấy, sale người ta vào, thông thường thôi nhé,
là phải 2 tháng đến 3 tháng người ta mới có thể có khách hàng. Trừ khi là người ta ở công ty A, người ta chuyển sang công ty B, mà công ty A và công ty B là đối thủ của nhau, thì khi họ đi, họ bê khách đi theo. Đấy, họ bê khách đi theo. Đấy gọi là mình lấy khách cũ sang. Thì thông thường những cái khách đấy như ngày xưa người ta tranh cướp nhau ở các cái vị trí việc làm. Nhưng bây giờ thì cái phương pháp đấy cũng khó. Khi bạn đi thì chưa chắc bạn đã bê được khách hàng đi. Và bạn đến công ty mới, bạn chào lại khách hàng cũ cũng không hề dễ. Đấy. Thế cho nên là chúng ta cần phải phỏng vấn kỹ và chọn lọc kỹ. Nhưng mà khi vào thì cố gắng là được việc luôn. Cố gắng được việc luôn. Bởi vì nếu không được việc, bạn sẽ mất trung bình là 1 tháng lương tối thiểu. Không thì 2 đến 3 tháng lương thì người đó mới làm được việc hay không. Đấy, bởi vì họ cũng phải đi thị trường, họ cũng phải khảo sát, họ cũng phải hiểu biết nhất định thì họ mới có thể có khách hàng, họ mới bán được, đúng không? Thì họ mới tự nuôi được bản thân người ta và sau đó thì mình mới có lời. Đấy. Thế thì lương đầu tiên là ta sẽ nói về lương cứng. Đấy. Lương cứng thì mình sẽ chia theo các cái KPI và chia theo các vị trí. Tôi lấy ví dụ như là nhân viên kinh doanh mới chẳng hạn, thì lương cứng có thể là một cái con số tham chiếu như là 6 đến 10 triệu. Đấy, rồi cũng theo khu vực nữa, cũng theo khu vực. Thí dụ như là ở Hà Nội và Hồ Chí Minh thì chắc chắn là mức lương nó phải cao hơn. Còn ở địa phương thì mức lương có thể sẽ thấp hơn một chút, khoảng 10-20%. Đấy, thì cái đấy là chắc chắn rồi. Đấy, thì cái lương ở đây mà nếu mà mình muốn cạnh tranh thì thị trường đang giả là 6 triệu thì bạn trả 8 triệu. Thị trường đang trả 8 triệu, bạn trả 10 triệu. Thì cái khả năng mà tuyển được người dễ hơn và tuyển được người ngon hơn. Đấy, nhưng tôi nói là khả năng thôi, chứ không thể, tôi cũng không dám kết luận là sẽ được như vậy. Tiếp theo là về thưởng. Đấy. Thì nhân viên kinh doanh là có hai cái phần người ta rất là quan tâm, đấy là lương và thưởng. Thế thì thưởng ở đây mình cũng phải thiết kế là vậy thì cái mức thưởng họ sẽ nhận được là bao nhiêu, có giới hạn hay không, và thưởng là thưởng những cái gì, thưởng theo phần trăm hay thưởng theo số tiền cụ thể. Đấy, thí dụ như là thưởng doanh số đạt hàng tháng, hàng quý. Ví dụ như bạn đưa ra doanh số là 100 triệu mà đạt một cái được, bạn thưởng 3% thì được 3 triệu, bạn thưởng 5% thì được 5 triệu. Tôi lấy thí dụ như thế. Rồi thưởng nhân viên bán hàng xuất sắc của tuần, của tháng, của quý, của năm, thường là sẽ theo tháng, theo quý, thì lại thưởng thêm 1-2 triệu nữa. Đấy, rồi thưởng theo cái doanh số lũy tiến, thí dụ như là bán 100 triệu thì được 3%, bán 200 triệu được 4%, bán 500 triệu thì được 5%, đúng không ạ? Đấy là nói về thưởng. Rồi thưởng mở đại lý mới. À, bây giờ bạn chốt được một đại lý mới, một nhà phân phối mới cho tôi với cái mức là 100 triệu một tháng thì tôi sẽ thưởng cho bạn thêm 2 triệu hay là tôi sẽ thưởng cho bạn thêm 5%, 3% của cái doanh số cái tháng đầu tiên của cái khách hàng đó. Thế thì nhân viên kinh doanh người ta mới cố gắng tìm thêm khách mới, người ta mới cố gắng chốt đơn khách mới, người ta mới cố gắng chăm sóc khách mới. Tất nhiên khách cũ người ta vẫn sẽ tìm, người ta vẫn sẽ chăm. Đấy, nhưng mà đây là các cái thưởng, đúng không? Đây thì mình thưởng theo khách cũ phải khác đi. Thí dụ như là khi mà đơn đầu nó sẽ cao một chút, đơn sau là phải giảm đi. Đấy, khách cũ thì sẽ trung bình, chẳng hạn như là thưởng 2% doanh số trên khách cũ, hoặc là bạn cũng có thể là thưởng theo phần trăm, hoặc là thưởng theo cái số tiền trên khách cũ. Nhưng thông thường thì khách cũ nhập lại thì cái thưởng nó sẽ thấp hơn cái khách mới. Đấy, bởi vì là lúc đó thì công ty cũng phải có lời một chút, đúng không? Không thể cho các bạn hết được. Đấy, thế nên là sẽ có thể thấp hơn. Đấy, hoặc là tùy vào ngành hàng, tùy vào cách là bạn bán lẻ hay bán buôn, ngành hàng của bạn sản xuất hay thương mại, đang xâm nhập hay bão hòa, thì cách thức thưởng nó sẽ khác nhau. Đấy, rồi thưởng hoa hồng tăng thêm so với mức KPI mà bạn đặt ra. Đấy, phải thêm, đúng không? Đấy, rồi đi gặp khách hàng có thưởng không? Nhiều khi bây giờ sale nó rất là lười, đúng không? Thì mình đi gặp khách hàng thì mình phải thưởng người ta gặp. Và gặp thì mình phải nói chuyện. Đấy, mình phải có thông tin. Đấy, chứ không phải đến là cứ chụp cái ảnh rồi đưa lên check in như thật ấy. Đấy, thí dụ như đây. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đấy, Phan Anh đi gặp thị trường. Đấy, rồi Phan Anh đến đấy, rất là rõ ràng luôn. Rất là rõ ràng luôn.
Thế rồi thì ví dụ như là đây, đi vào tham quan nhà máy. Đấy. Đấy, đi vào tham quan nhà máy. Đấy. Thế thì không thể nào mà nếu mà như thế thì không thể nào tôi nói dối được. Sale hiện nay có rất nhiều người lười là đến là chụp cái ảnh xong rồi check in, mapping, ghi map, nói là em đã đến đây rồi nhưng có gặp được chủ đâu, có nói chuyện được đâu, có thông tin đâu, kho hàng nhà người ta bán cái gì, bao nhiêu mét, vân vân. Đấy, kho hàng đây tôi đi gặp gỡ khách hàng. Đấy, thế thì mình phải biết chính xác như thế, mình phải biết chính xác đây, đi thị trường rất nhiều. Đấy, đây là cái thị trường sản phẩm xuất khẩu cái hàng thủ công mỹ nghệ. Đấy, đây đi thị trường, trong ảnh có rất nhiều sản phẩm, rất nhiều những cái minh chứng. Thế thì sale cũng như vậy đúng không? Sale cũng như vậy là mình phải đi thị trường một cách sâu sát. Thế thì mình muốn kiểm tra thì mình có thể thưởng 10.000, 20.000 cho mỗi một khách gặp, và phải có phiếu thông tin, phải có phiếu thông tin khách hàng. À, đây ví dụ như là đến đây gặp xưởng đây. Đấy. Vào xưởng của người ta. Đấy, thì mình phải check in nó phải sâu như thế. Không phải lên mạng lấy cái ảnh là xong. Đây. Đấy, đi gặp khách hàng đây. Đấy, chụp cái đưa cho. Phải đang gặp thật đúng không? Ok. Đây, vào xưởng. Nói cho các bạn biết là như vậy là tôi cực kỳ là thực chiến luôn. Thế thì gặp khách hàng là phải có thông tin. Thông tin thì mình sẽ làm cái phiếu, phiếu online hoặc là phiếu offline cũng được. Đấy, phiếu online mình có thể làm Google Form hoặc Excel. À, gặp nhà phân phối tên là anh Phan Anh, ở địa chỉ như này này, cửa hàng tên là như này. Đấy, xong đó là bán những phân phối những sản phẩm gì, ngành hàng như nào, có những cái thương hiệu gì trong đây. Thế mình viết ra một cái bảng như thế, khoảng độ 10-20 cái trường thông tin tùy mình đúng không? Thế thế xong đó thì bắt đầu là tích 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 viết vào đấy, chụp gửi. Nếu mà đi thị trường mà không có máy tính, không phải là những cái sale quá về công nghệ. Thế còn nếu mà công nghệ thì điền vào phần mềm, điền vào phần mềm quản lý bán hàng, rồi thì Google Docs, rồi thì Google Form đều được nhá. Thì mình phải có form mình biết và phải nêu được vấn đề của khách hàng, phải nêu được vấn đề. Chứ không cứ đến chụp chụp cái này xong đi về không hiểu là thế khách này tôi sẽ tiếp cận như thế nào, họ cần cái gì, họ chê bai cái gì, họ đang bán hàng của đối thủ ra làm sao. Đó. Ok. Đấy, thưởng chốt đơn đúng không? Đấy, thì chúng ta tất cả những cái phần thưởng này thì phải được tính toán và có công thức Excel hoặc là phần mềm để cho sale người ta tính, chứ không phải là cái treo đầu dê bán thịt chó, hoặc là khiến người ta gọi là trèo cột mỡ. Trèo cột mỡ là lên đấy có quà đấy, trèo tụt xuống nó không trèo được. Người ta phải đạt được. Đấy, người ta sale người ta đơn giản lắm, tóm lại là bây giờ một tháng tôi cứng và mềm tôi được bao nhiêu? Thí dụ như khoảng 15 20 triệu, ok, thế thì tôi chiến. Đấy, tôi chi phí tôi bỏ công bỏ sức ra. Đấy, tôi đi làm lấy tiền về nuôi bản thân, nuôi bố mẹ già, nuôi vợ, nuôi con, nuôi chồng, nuôi con đúng không? Rồi, tiếp theo là những cái trợ cấp phụ cấp hỗ trợ cho sale đi thị trường. Đấy, thí dụ như là tiền xăng, tiền xe, có cấp xe máy hay là xe ô tô hay không, tiền điện thoại, tiền ăn trưa, tiền trà đá, ví dụ thế. Tiền gặp gỡ khách hàng này thì có phụ cấp hay không? Phụ cấp này sẽ làm như thế nào? Ví dụ như là khoán cho một cục cho 2 triệu đưa vào đấy, hay là theo phần trăm. Đấy, hay là tính theo buổi. Ví dụ như thông thường thì tiền điện thoại họ sẽ cho 500.000. Tiền ăn trưa thì họ sẽ cho là 30.000 hay 40.000 một suất. Chỉ ăn trưa thôi. Thế rằng một tháng đi 20 ngày thì cho 800 đến 1 triệu tiền ăn trưa. Đấy, thế còn phí cầu đường xăng xe thì lấy hóa đơn về đây công ty thanh toán. Đấy, và đi thì phải có lộ trình, phải đăng ký lộ trình. Hôm nay tôi sẽ đi Hải Dương, ngày mai tôi sẽ đi Nam Định, ngày kia tôi sẽ đi Ninh Bình, kiểu như thế. Thì phải đăng ký đi Hải Dương 3 khách. Thì cái tour của nó, cái tuyến của nó về thì báo cáo nó sẽ phải biết. Đến và đặc biệt là phải check in. Check in và check in và điền form thì lúc đấy mới nhận được phụ cấp. Bởi vì nhiều ông là không chịu đi,
xong cứ báo cáo láo, báo cáo chụp ảnh vớ vẩn, ông bảo nhá phân phối người ta chụp ảnh cho. Đấy, mà chụp ảnh ở đây là phải chụp ảnh có mặt mình. Đấy, phải chụp ảnh có mặt mình. Đấy, rồi thì check in real time, tức là theo thời gian thực. Thậm chí gọi video call, đúng không? Đấy, rồi thì cần phải ban hành và quy định những cái chính sách về công tác phí, chi phí cho phòng kinh doanh, các bộ phận. Đấy, thí dụ như là vé máy bay, xe cộ, khách sạn, nhà nghỉ, đúng không? Ăn trưa tiếp khách, quà tặng, sản phẩm dùng thử. Đấy, theo cấp bậc như thế nào? Đấy, ví dụ vé máy bay bây giờ đi vào Hồ Chí Minh thì chỉ đi cái hãng Vietjet thôi, hay là đi Bamboo, hay là đi Vietnam Airlines, thì nó sẽ do từng cấp và do từng công ty. Đấy, công ty xịn thì người ta có thể đi Vietnam Airlines, nhưng còn công ty mà khó khăn thì phải đi Vietjet cho nó rẻ. Thế ở khách sạn thì nhân viên kinh doanh thì ở nhà nghỉ 300 nghìn một ngày một đêm, thế nhưng mà sếp thì lại có khi lại được cái mức là 1 triệu, đúng không ạ? Thì nhá, tùy cái chúng ta phải quy định như vậy, quy định rất là rõ rõ ràng minh bạch, và cái điều kiện để lấy được như thế nào để sale người ta yên tâm người ta làm. Nếu mà vừa thì người ta tiêu, còn mà nhiều thì người ta có thể là chịu khó người ta bớt, người ta ăn để người ta lấy cái thêm cái khoản chi phí về nuôi con. Thí dụ như là thay vì ở nhà nghỉ 300 nghìn thì hôm nay người ta ở nhà của nhà phân phối ăn, thay vì ăn cơm mà được mất 40 nghìn một suất ăn trưa thì nhà phân phối người ta mời ăn trưa ăn tối, nhà phân phối người ta mời thì người ta tiết kiệm được một số cái khoản đấy. Thì kinh doanh mình cũng phải trả cho người ta, kế toán mình phải trả cho người ta để người ta còn có thêm đồng ra đồng vào, chứ bảo ô thế bây giờ mày nghỉ nhà phân phối thì nhà phân phối nó nuôi mày rồi, nó ăn cho mày uống, người ta không cho mày tiền nữa, thì nghe chừng nó hơi hơi căng thẳng quá, hơi hơi kỹ quá, đúng không? Ừ. Rồi đấy, thì cái này kế toán ban hành ra đấy, rất là rõ ràng chi tiết cụ thể từng đối tượng, từng quãng đường, từng cách lấy được tiền đấy, ví dụ như hóa đơn chứng từ ok, và phân theo vị trí cấp bậc. Đấy, sale thì 300 nghìn nhưng mà sếp thì 1 triệu. Đấy, hay là tiếp khách thế thôi, bây giờ tiếp khách bây giờ hóa đơn thì tối đa là bao nhiêu? Đấy, nhiều khi bây giờ xin lỗi tôi, thầy Phan Anh đi 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 thị trường thì hôm nay chốt một cái nhà phân phối rất là lớn ở Hà Nam, chốt một cái nhà phân phối rất là lớn ở Ninh Bình thì phải đi tiếp khách, mời người ta ăn trưa hoặc là mời người ta ăn tối. Thế thì thầy được quyền là tiêu bao nhiêu, ví dụ như 1 triệu một bữa hay là 2 triệu một bữa, hay thậm chí là 5 triệu một bữa, thì để mà thầy còn cân đối, đúng không? Thế có 1 triệu thôi thì bảo thôi ăn trưa thì hôm nay anh mấy anh em ăn cơm bình dân nhá, cơm đơn giản thôi, em cũng bận, hoặc thậm chí là thầy né luôn bữa trưa để cho nó đỡ phải mất tiền. Thế nhưng mà có một ngân sách là 2 triệu thì sẽ lại tưng bừng hơn, đúng không? Rồi, ví dụ thế. Ok nhá, quy định cái này thì rất là dễ rồi. Tiếp theo này. Đấy, muốn có lương có thưởng tốt thì thông thường sale người ta hỏi thế KPI của em. KPI đấy, tức là các chỉ số đo lường, các con số mà em cần phải đạt được. Ví dụ như là như này. Đầu tiên là doanh số tối thiểu hàng tháng. Đấy. Và doanh số này cũng phải theo lộ trình. Mới thì ví dụ 50 triệu tháng nhất, tháng thứ hai 100 triệu, tháng thứ ba 150 triệu, tháng thứ 200 triệu. Ví dụ như thế. Hoặc là xe hơi, đúng không? Bạn bán xe hơi thì tháng đầu tiên bán một con, tháng sau bán hai con, tháng sau bán năm con, đấy, kiểu như tăng lên. Đấy, rồi thưởng trên đơn vị từng từng cái hàng sản phẩm một. Đấy. Rồi, số lượng khách hàng được mở mới, số lượng khách hàng mới chốt được. Đấy, số lượng khách hàng cũ được chăm sóc là bao nhiêu? Tất cả cái này đều phải có số lượng, đều phải quy đổi. Đấy. Số lượng khiếu nại được xử lý. Đấy. Số lượng khách hàng mới cần gặp mỗi ngày, gặp thôi nhá, chưa phải chốt được. Đấy. Thế nếu mà muốn có khách hàng chốt được thì phải gặp, phải gọi điện. Đấy. Số lượng data họ kiếm được, họ tìm trên mạng hoặc họ gọi điện hoặc người nọ người kia giới thiệu, hoặc họ tự chạy quảng cáo ra. Rồi họ gọi khách hàng chăm sóc telesale như thế nào, đúng không? Rồi công ty cung cấp cho họ data nóng, data lạnh. Đấy. Rồi thì mẫu báo cáo công việc hàng ngày hoặc hàng tuần.
hôm nay đi đâu, những ai làm gì, như thế nào, kết quả ra sao, viết báo cáo, chụp gửi thông qua phần mềm nội bộ hoặc là thông qua Zalo nhóm hay là thông qua những cái phần mềm quản lý công việc, rất nhiều phần mềm dành cho sale hoặc là phần mềm quản lý bán hàng. Đấy, phần mềm nội bộ tùy các bạn nhé. Nhưng phải báo cáo thì mới nắm được, thì cái người quản lý người ta mới biết là sale có đi hay không và đi có hiệu quả hay không, vấn đề là gì, thì bắt đầu cùng nhau tháo gỡ. Chứ rất nhiều sale đi về xong thì không báo cáo, không phân tích được khách hàng, không biết vấn đề là gì thì chịu, không thể nào mà gỡ được, nên là cứ đi miết. Đấy, tốn rất nhiều chi phí nhưng mà lại không ra được đơn, không có được doanh số. Đấy, tham gia họp hành như thế nào. Đấy, rồi vấn đề thu hồi công nợ nữa, các cái chỉ số thu hồi công nợ nữa, thì thu hồi được công nợ cũng thưởng tiền. Đấy, bởi vì rất nhiều sale là chỉ bán nhưng mà không chịu thu hồi thì cũng phải gắn cái trách nhiệm của người ta vào. Rồi thì số lượng đơn hàng hợp đồng ký được, doanh số theo tháng, theo tuần, đúng không ạ? Rồi đo lường cả tỷ lệ chốt đơn. Ví dụ như nhất là cái sale bán lẻ thì người ta thường phải đo lường tỷ lệ chốt đơn, khoán tỷ lệ chốt đơn, khoán giá thầu, khoán các cái thứ. Rồi đo lường tỷ lệ tái mua, vân vân. Phát triển được thêm kênh phân phối, kênh bán, vân vân. Thì là tất cả những cái này mình đều phải quy định về mặt số lượng. Và quy đổi cuối cùng dễ nhất là quy đổi về doanh số, khách cũ, khách mới. Những cái sale mà chỉ phát triển được khách cũ thôi, chăm sóc khách cũ không tìm được khách mới cũng rất là nguy hiểm. Thế rồi nếu mà thị trường mà nó bão hòa rồi, mình khóa thị trường rồi, thì thôi cứ duy trì như cũ cũng là được rồi. Tăng trưởng 10-20% mỗi năm cũng là được rồi. Không cần phải đi tìm khách mới, giữ đúng khách cũ và tăng trưởng cũng rất là tốt, đúng không? Rồi, và cuối cùng trong tuyển dụng thì chúng ta cũng phải quan tâm đến kênh tuyển dụng. Đấy, ví dụ như các trang tuyển dụng trả phí, những đơn vị săn đầu người, các hội nhóm về Facebook, Zalo, cá nhân của nhà tuyển dụng, của CEO. Đấy, rồi thì sale giới thiệu sale, mình đánh cả cụm luôn. Đấy, rồi thậm chí mình chạy quảng cáo tuyển dụng, thậm chí mình tuyển sói đầu đàn về. Đấy, thế nhưng mà cái thông tin tuyển dụng ấy nó cũng phải thật. Hiện nay tôi thấy rất nhiều công ty là thông tin tuyển dụng thì cứ ngon, ngọt như sô-cô-la ấy. Thế nhưng mà vào mẹ xương sẩu, gặm hết thịt rồi không còn gì, toàn xương thôi. Quảng cáo thì nào thì thu nhập lên tới 3-40 triệu. Đấy, rồi thì được thế này, được thế kia, nhưng mà vào có thế đâu. Bán khó, lòi mắt ra thu nhập lèo tèo được 7 triệu, 8 triệu. Đấy, sau dần dần nó cũng bị mất uy tín của đơn vị tuyển dụng, bởi vì bay quá, phiêu quá, ảo quá. Đấy, thì nên làm là cũng phải tính toán nó rất là kỹ, nhất là trong cái bối cảnh hiện nay. Đấy, bối cảnh hiện nay như các bạn xem điện thoại đây, bây giờ đang là 20 giờ ngày 31 tháng 3, đúng không? 20 giờ 31 ngày 31 tháng 3, tháng 4 rồi, tháng 4 dương lịch rồi, ngày mai là bước sang tháng 4 rồi, rất là khó khăn. Đấy, thì là mình phải tuyển dụng nó phải chắc chắn, cẩn thận, và quan trọng là giúp người ta bán được hàng, rồi đối đãi với người ta tốt. Giờ tuyển người như thế nào, mình phải có tiêu chí. Đấy, mình phải có tiêu chí, và tiêu chí rất là rõ ràng, kết hợp với KPI. Tuyệt đối đừng có quảng cáo là thu nhập lên tới 30-50 triệu, không giới hạn. Quảng cáo như thế vào mà nhất là bán những ngành hàng khó, cuối tháng nhận được lương 7 triệu hôm sau nghỉ luôn, hoặc là nó đi thị trường 2 hôm nó nghỉ luôn. Nói khó là mình phải nói khó, anh chị công ty sẽ hỗ trợ. Đấy, đi lên từ từ thì có thể nó lại chân thành hơn. Ok. Rồi, tôi xin phép là kết thúc cái video bài học tiếp theo của kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp. Đấy, do tôi là Nguyễn Phan Anh trình bày, hướng dẫn các anh chị. Đó là bài xây dựng chính sách lương thưởng dành cho nhân viên kinh doanh và phòng kinh doanh. Và như tôi nói thì lương thưởng cũng rất là quan trọng. Đấy, mà càng lương cứng cao, thưởng cao, chế độ đãi ngộ tốt thì càng
kích thích anh em nó chiến, nó khô máu. Đặc biệt tôi nhấn mạnh là tùy vào ngành hàng bán buôn hay bán lẻ, thương mại hay sản xuất, giai đoạn là xâm nhập hay là phát triển hay là tăng trưởng hoặc là bão hòa, đặc biệt là giai đoạn xâm nhập, bạn làm thị trường đấy thì bạn phải thưởng lên cao hơn. Sau đó khi nó vào nó ổn rồi, dần dần thì mình có thể giảm bớt đi theo năm theo tháng nhá. Cứng cao một chút và đưa ra tiêu chí tuyển người, ví dụ như là tuyển nam hay tuyển nữ, tuổi như thế nào, tính cách như thế nào đấy. Bởi vì là nếu như mà tuổi cao bây giờ nó cũng rất là lười đi thị trường, 40-45 vào khó lắm, đi thị trường khó lắm, chỉ thích ngồi làm sếp thôi. Mà trẻ thì lại không có kinh nghiệm. Thế thì bây giờ mình phải chấp nhận giữa cái việc là cao hay thấp, già hay trẻ. Thì ví dụ lưng lửng chẳng hạn, 28-30 thì vẫn còn đang trẻ khỏe đấy, mà lại vẫn đang nhiệt huyết, mà lại chấp nhận mức lương chưa cần quá cao đấy. Và tuyển người thì mình cũng phải xem mặt mũi, cao ráo, đẹp trai, xinh gái hay không đấy. Thì nếu có như thế thì mình phải nhỉnh lương lên một chút và cạnh tranh hơn với thị trường. Vâng. Và cuối cùng thì nếu mà các anh chị có bất kỳ câu hỏi nào cần tư vấn trợ giúp về kỹ năng bán hàng, kỹ năng marketing quảng cáo, thì các anh chị có thể liên hệ với tôi qua số điện thoại là 0989 623 888, hoặc là email ở phananhonline@gmail.com. Facebook của tôi là Phan Anh Online đây, các anh chị có thể nhìn thấy ở đây. Hoặc là website là pamarketing.vn. Zalo của tôi cũng là số 0989 623 888. Ok, vâng. Đây, hôm nay tôi trước đi tham quan nhà máy Hải Dương, nhà máy rất là lớn, cực kỳ lớn luôn, rất là thích. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị nhé. Xin cảm ơn.